Con rể cầm dao truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong. Gã con rể cầm dao truy sát, chém mẹ vợ tử vong và 3 người khác bị thương, sau đó bỏ trốn lên rừng, dù công an đã truy bắt nhiều ngày qua nhưng bất thành. Ngày 9 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Văn Phiên, sinh năm 1984, ngụ xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Phiên là nghi phạm đã cầm dao truy sát cả nhà mẹ vợ khiến 4 người thương vong. Công an tỉnh Hòa Bình thông báo bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Phiên đã cầm dao tới nhà mẹ vợ ở xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, truy sát nhiều người nhà vợ gồm bố mẹ vợ, chị vợ và con trai ruột. Hậu quả, mẹ vợ của Phiên tử vong trên đường đi cấp cứu, bố vợ và chị vợ bị thương nặng, con trai bị thương nhẹ. Gây án xong, Phiên đã bỏ trốn lên rừng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an tỉnh Hòa Bình đã huy động rất đông lực lượng để truy bắt Phiên, tuy nhiên đến thời điểm này nghi phạm vẫn chưa bị bắt.